Rồi, chuyên xe cũ nhất rẻ thì xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nha. Bữa nay lâu lâu lại về lên sóng cho anh em một con full chờ một đời đầu này. Đó thì lâu lâu có hay có anh em hỏi thì bữa nay bên em có thì bên em lại báo nha. Đó, anh em tham khảo thì cái giá này. Ủa, con này bao nhiêu anh nhỉ? 14 à, 14 triệu nhá. Con này full chờ một. Nói chung là đầu ET anh em ha, đầu ET máy Thái ra nè, đầu ET máy Thái. Con này full chờ đời đầu á 201 thì giá 14 triệu đấy. Bác nào cần thì nhắn bên em, bác nào cần thì nhắn bên em nhé. Bên em thì hôm nay lâu lâu lại về được con nhé, lâu lâu lại về được con đó, thì anh em nào cần thì nhắn thôi. Xe này 14 triệu cũng rẻ anh em, 14 triệu cũng rẻ. Cái form này là form Thái anh em ha, form là cái chóa này, chóa màu cam cam này này, với lại chóa đuôi màu cam cam á, thì nó sẽ là Thái anh em nhé. Cam cam thì nó sẽ là Thái à, chỗ này thì có dặm tút sơn nhẹ rồi à, xe thì cũng có dặm tút à, qua dặm tút sơn dặm nhẹ nha, rớt đầu à, thì báo anh em vậy, rớt đầu rớt nổi, máy còn nguyên đấy, anh em cứ nghe là đủ đấy, đầy đủ thông tin rồi, có gì alo giúp em nhé. Cầm điện 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 array array phụ được anh em. Xe này theo thời gian rồi mọi người, xe này theo thời gian rồi anh em nhé, theo năm tháng theo thời gian rồi đấy, anh em là chơi cái dòng này thì ấy, nói chung là mấy bác lớn lớn tuổi đứng tuổi thì thường thường hay thích mấy dòng này nhá. Thì có gì anh em tham khảo thử, bề mái nhẹ nhàng. Đầu ET nhé, đầu ET con này thì rớt đầu rồi nên là không quay nhiều nhé, quay sơ lược xung quanh thì sau đó báo giá rồi mọi người. 14 triệu đó này, bác nào mà cảm thấy ưng ý được thì cứ nhắn bên em thôi, bác nào cảm thấy ưng ý được thì cứ nhắn bên em thôi đó. Xe thì nói chung là giá rẻ anh em, xe đi phu này thì nó cũng hàng hiếm, nó cũng kén lắm anh, nó không phải lúc nào mình mang về thì cũng có người mua cũng có người bán đấy, nói chung là nó cũng hiếm lắm đấy, nhiều khi để rất là lâu thì anh em mà ưng thì cứ đến xem xe hoặc là gọi vào cái đầu số là 0983533445 á thì làm việc với bên em nhé, gọi vào cái số đó thì có gì làm việc với bên em. À, bên này thì dặm đằng sau rồi đó, đuôi dặm rồi này, đuôi dặm theo thời gian dặm phớt được các kiểu hết rồi. Đấy, thì bác nào ưng thì nhắn thôi. Tem bọc đằng sau thì còn hết nhá, tem bọc đằng sau thì còn hết. Tem bọc đằng sau thì còn hết 60B3 46885. Đó, xe này thì 14 triệu đó, còn bớt cho anh em, Điện array hết nha, cặp trước cặp sau là array hết, cầm này cũng mới hết rồi. Cái dòng này thì cũng mới hết rồi. Đùng bọc này, bô NF oxy đấy, tem thông số lốc đấy. Sơ lược vậy thôi anh em ạ. Nói chung là mấy hàng này thì sơ lược thôi chứ cũng không có gì để quay nhiều anh em. Đấy, bác nào ưng thì bác ấy đến để xem thôi, tại vì hàng đa số trong anh em này, đây là phía trong ha. Đấy, thì các bác coi được chỗ nào thì bác lấy giùm em thôi. Đấy, các bác coi được chỗ nào thì bác lấy giùm em nhé. Đấy, xe hiện trạng nó chỉ vậy thôi anh em. Xe hiện trạng thì như thế nhé. À, cũng êm ái, cũng nhẹ nhàng. À, màu thì nói chung là cũng nhã nhặn. Các bác thường lớn tuổi thì thường tham khảo từ mấy dòng này đi, nó đứng. À. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì nhắn thôi,
0983 533 445, làm việc trực tiếp đến cửa hàng giúp em nhé. Được cái con này thì chóa mới này, chóa này Dũng mới thay sao mới keng. Rồi vậy nhé.